mua mấy thứ mẹ dặn. Nếu có tiền thôi thì cầm về nhé. Ok mẹ. Ủa, con ẻ này gửi tiền để làm gì đấy? Thôi, thơm lắm, không lấy đâu. Ơ, con ẻ đần đồn này, mẹ mới bảo lấy tiền thổi về. Là lấy tiền thừa người ta trả lại, chứ có phải là tiền hôi, tiền thổi đâu. Trời ơi, lo thuộc chống sưng tấy, sắp hết hàn rồi. Ơ, sao con ẻ lại tự nhảy vào cái cuốc để cho nó đánh vỡ mặt thế này? Ui giời ơi, thì ra nó tự làm mặt nó sưng tấy để uống lo thuộc chống sưng tấy, kẻo sắp hết hàn. Công nhận con ẻ này tiết kiệm thật đấy. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ngày xưa, vào đời vua Hùng Vương thứ 18, có một chàng trai vì đắc tội với vua mà bị đày ra đảo. Một ngày nọ, anh nhìn thấy một con chim đi ì ra một loài hạt rất là lạ. Chàng trai liền nghĩ hạt này chim ăn được nên người cũng ăn được. Sau đó chàng trai liền ăn thịt con chim. Ủa, theo như truyền thì phải lấy hạt để trồng ra dưa hấu, chứ sao lại bắt con chim để làm thịt thế này? Ăn một quả trả một cục vàng. Ok, nhớ nhé. A few moments later. Một thời gian sau, con chim đã giữ lời hứa. Nó ăn bao nhiêu quả khế thì trả bấy nhiêu cục vàng. Nhưng vàng này là vàng dẻo mới đấu chứ. Thầy ơi, con muốn coi chuyện tương lai. Hãy nhìn vào quả cầu này, nó sẽ cho thấy tương lai con có gì. Nhưng trong này chả có gì cả. Đúng rồi đấy, nhìn mặt mày chả có tương lai, nên nhìn vào đấy thì thấy được cái gì. Câu hỏi kế tiếp. 3 cộng 3 bằng mấy? Bằng 6. Sai, bằng 9. Rất tiếc. Khoan, có gì đó sai sai? 3 cộng 3 sao lại bằng 9 được? Hình như con mèo này cầm ngược tờ giấy đáp án thì phải. Chết mẹ rồi, bằng 6 mới đúng nhỉ? Con mèo này ngu, sao mà nó quyết đoán thế? Thôi, bà già quá tuổi để nhận lì xì rồi, ra kia đi. Ê, Ginh, cho tôi xin một viên thuốc téo nhỏ đi. Sau khi uống viên thuốc téo nhỏ, bạch cột tinh đã hóa thành bộ xương khô bé bỏng. Giờ tôi là con nít nè, lì xì đi. Ồ, để nhận lì xì có cần phải hy sinh đến như thế không? Yêu quái ẩn náu trong hai đỏ đang ám công chúa, hãy cút đi. Sau khi bị pháp sư trừ tà, con yêu quái đã thoát ra khỏi thể xác của nàng công chúa, trả lại cho cô ấy hình dạng ban đầu. Sao công chúa này xấu thế? Cảm ơn các chàng đã giải lời nguyền cho ta. Yêu quái, hãy nhập lại đi.